cảm ơn cô chú chị, cảm ơn các bạn chúng ta đang dành thời gian theo dõi video này. Từ đất ngày hôm nay mình giới thiệu tới mọi người nằm tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Khoảng cách từ đây chúng ta đi sẽ tới đường tỉnh lộ 681 thì chúng ta mất khoảng 1 cây số, và đường chúng ta di chuyển thì đa phần là đường bê tông, chúng ta chỉ mất khoảng 200m đường đất thôi nha mọi người. Mảnh vườn của chúng ta thì bám khoảng 70m mặt tiền đường đất liên thông, đường đi chung của làng, của xóm. Đường thì xe du lịch gầm cao gầm thấp, mùa mưa hay mùa nắng, cô chú chị và các bạn chúng ta đều có thể vào tới tận vườn. Khoảng cách từ đây cô chú chị và các bạn chúng ta đi sắp tới đường quốc lộ 14A và trung tâm trường chợ của xã Bình thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất đúng 2,4 cây số nha mọi người. Mảnh vườn của chúng ta thì bám khoảng 70m mặt tiền đường đất này, và ở phía ngoài chỗ mặt tiền đường đất bác chủ nhà đã rào hết lưới B40 rồi. Xung quanh đây thì nhà dân ở khá là đông, tức là rất là nhiều nhà vườn ở tại chỗ nha mọi người. Thì tổng diện tích đất của chúng ta là 1 hectare 9, sổ sách pháp lý đầy đủ, sổ gần 1 hectare 9 luôn. Mảnh vườn của chúng ta thì đã có sẵn nhà ở với đầy đủ điện nước, nhà kiên cố, nhà rất là đẹp ở phía dưới. Trên mảnh vườn thì bác chủ nhà có hai loại cây trồng chính và chủ lực, đó là hồ tiêu và sầu riêng. Sầu riêng của chúng ta thì ít hơn, sầu riêng có khoảng 100 cây, mới bước vào năm thứ 2 và năm thứ 3. Còn đa phần của chúng ta, chủ lực bây giờ vào, cô chú, chị và các bạn chúng ta sẽ được thu hoạch hồ tiêu. Hồ tiêu của mảnh vườn này thì được trồng hoàn toàn trên trụ sống, mỗi trụ cao từ 5 cho tới 6 mét, phải 2-3 người ôm mới hết một trụ. Thế đất của mảnh vườn này thì cũng rất là đẹp, đất của chúng ta bằng từ mặt đường, đổ xuống hết nhà nha mọi người. Còn ở phía dưới thì chúng ta mất khoảng 3 sào, là hơi dốc một xíu thôi. Tuy nhiên ý, thì 3 sào này giáp với lại hồ. Thế nên ý, thì cô chú, chị và các bạn chúng ta cũng thoải mái di chuyển bằng xe Honda từ trên mặt đường xuống tới tận hồ. Mảnh vườn này phun tiêu, có sẵn nhà ở với điện nước đầy đủ. Đây là ngôi nhà của chúng ta nha mọi người. Trước nhà thì có sân phơi, phía sau nhà thì có chuồng trại chăn nuôi. Nhà của chúng ta hình thức là nhà cấp 4, mái nợp tôn. Trước thì chúng ta có phòng khách, có 2 phòng ngủ. Nhà ở phía trong ấy thì rất là đẹp nha mọi người. Tuy nhiên thì nhà có con nhỏ, bởi vậy mình không vào bên trong, mình quay chi tiết ngôi nhà được. Tổng diện tích của bác chủ nhà đây là 4 hectare. Bác chủ nhà sẽ bán cho chúng ta một phần sổ của chúng ta là 1 hectare 8, hơn 1 hectare 8, gần 1 hectare 9. Sổ này thì cũng đã có sẵn rồi. Bây giờ cô chú anh chị nếu như chúng ta mua thì chúng ta la công chứng luôn nhé mọi người. Một cái mảnh vườn rất là đẹp với nhà cửa, điện nước đầy đủ và nguồn thu thì cũng khá là cao. Phun tiêu và tiêu thì hiện tại đang có giá rất là cao nhé mọi người. Bởi vậy đây sẽ là một trong những cơ hội để cô chú anh chị và các bạn chúng ta đầu tư vào nông nghiệp. Tiêu của chúng ta thì như mình nói ở trên, trồng hoàn toàn trên trụ sống, và mỗi trụ này cao từ 5 cho tới 6 mét, thì phải 2-3 người ôm mới hết. Tiêu này thì cũng sắp được thu hoạch rồi. Cỏ giả thì đã được bác chủ nhà phát hết rồi. Bây giờ vào cô chú chị và các bạn chúng ta chỉ đợi tới ngày thu hoạch nữa thôi. Bác chủ nhà cũng trồng dặm vào đây khoảng 100 cây sầu riêng, và 100 cây sầu riêng này thì bước vào cuối năm 3 đầu năm 4. Bây giờ nguồn thu chủ lực chính là hồ tiêu. Tiêu năm nay thì nở trái ít, mất mùa. Tuy nhiên thì với vườn này bác chủ nhà năm nay ước đạt rơi vào khoảng là gần 7 tấn nha mọi người. Năm ngoái bác chủ nhà thu đậm với mảnh vườn này, năm ngoái thu được hơn 12 tấn, năm nay mất một nửa thì rơi vào khoảng là 6 tấn rưỡi 7 tấn. Ở đây thì mình cũng xin tự báo giá luôn để cô chú, anh chị và các bạn, những người có tầm tài chính phù hợp thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp và ủng hộ video này. Vâng, thưa cô chú, anh chị và các bạn, thì với mảnh vườn rộng hơn 1 hectare 8, sổ sách pháp lý đầy đủ, có sẵn nhà ở với đầy đủ điện nước. Mảnh vườn tọa lạc tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Mảnh vườn nằm gần với lại đường quốc lộ 14A, nằm cách đường quốc lộ 14A và trung tâm trường chợ, chúng ta chỉ mất 2,4 cây số thôi. Mảnh vườn có đường đi lối lại thuận lợi, xe du lịch gầm cao gầm thấp, mùa mưa hay mùa nắng chúng ta đều có thể vào tới tận vườn. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 2 tỷ 500 triệu có thương lượng. Cô chú, chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Thông qua số điện thoại này thì mình sẽ được gửi tới cô chú, chị và các bạn những hình ảnh về sổ sách, đồng thời cung cấp tuyến đường tốt nhất để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta tới được đất. Và khi tới được đất thì cô chú, chị và các bạn chúng ta sẽ thăm đất, thăm vườn và trò chuyện với bác chủ nhà. Đây là một trong những mảnh vườn có nguồn thu nhập cao, cây trồng đẹp, và đặc biệt đó là một mảnh vườn rất là phù hợp với những cô chú, anh chị và các bạn chúng ta muốn chuyển đổi để làm kinh tế. Nhất là đối với những cô chú, anh chị hay bạn nào chúng ta yêu thích cây hồ tiêu thì với mảnh vườn này cô chú, anh chị và các bạn khi đặt chân tới đây chúng ta không chê ở điểm nào nha mọi người. Một mảnh vườn phun tiêu, tiêu từ đầu cho tới cuối vườn,
một mảnh vườn chắc chắn khi mà cô chú anh chị và các bạn chúng ta đặt chân tới đây, cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ hài lòng với cây trồng trên mảnh vườn. Tới đây thì mình cũng xin được nhắc lại thông tin của thửa đất một lần nữa để cô chú anh chị và các bạn chúng ta nắm được hết. Tổng của chúng ta là gần 1 hecta 9, sổ sách pháp lý đầy đủ, sổ của chúng ta là hơn 18.400 m2. Tọa lạc tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Từ đây đi tới đường tỉnh lộ thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mất khoảng 1 cây số. Trong 1 cây số này thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mất khoảng 300 m đường đất. Mảnh vườn của chúng ta thì bám khoảng 70 m mặt tiền đường đất liên thông, đường đi chung của làng của xóm. Xung quanh đây thì rất nhiều nhà vườn đẹp tại chỗ, tức là người dân sinh sống định canh định cư tại chỗ. Bởi vậy khi mà cô chú anh chị và các bạn chúng ta mua mảnh vườn này về đây thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta không lo bị cô đơn, không thiếu những bác hàng xóm đang riêng tốt bụng ở kế bên. Một mảnh vườn nằm trong làng trong xóm, một mảnh vườn rất là gần với trung tâm trường chợ. Cây trồng thì có nguồn thu nhập cao từ hồ tiêu. Cây trồng chính và chủ lực chính là hồ tiêu. Hồ tiêu cao từ 5m cho tới 6m, 8,23 người ôm mới hết. Chất đất là đất đỏ ba gian, chất đất cực kỳ màu mỡ và tươi xốp. Còn hồ nước thì chúng ta sẽ tưới chung hồ với bác chủ nhà. Với mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 2.500.000.000 có thương lượng. Cô chú chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Thông qua số điện thoại này thì mình sẽ được gửi tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về sổ sách. Thời lượng của video này còn tương đối dài, cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan tâm thì chúng ta theo dõi hết video. Tới đây thì mình không biết nói gì thêm. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn ở những video tiếp theo.